Rồi, một con Ricky Subcompact rất là nhỏ gọn nha. Cái dòng này không có chỉnh lực nha anh. Đó, cái bàn tay của em này anh. Đó, nó còn ngắn hơn cái bàn tay của em, nó rất là nhẹ nha, nhẹ và gọn nhưng mà rất là mạnh nha. Đó, con này là hàng mới 100% nhập Mỹ nha anh. Đó. Rồi thông số của nó này anh. Anh em có thể tra cái mã của nó này. Đó, là nó ra toàn bộ thông số của nó, ra lực siết được của nó luôn nha. Con này thì chỉnh lực siết của nó em nhớ là 150 hay sao ấy. Đó, rất là mạnh nha. Nhưng mà nói trong em test này thì test thôi, chứ còn nếu mà anh em mua con này thì em khuyên là không có nên mà sử dụng là nặng lắm đâu. Tại vì anh em nó nhỏ nó gọn thì đương nhiên là trọc cốt độ của nó thì nó cũng không có lớn. Thì đồng ý là nó mạnh nhưng nếu mà mình sử dụng là quá sức của nó thì em sợ nó sẽ bị ghẻ ghẻ từ là ghẻ cốt đấy. Đó. Đó, con này mà tầm mấy anh nhôm kính thì ok đấy, điều tốc này mấy anh. Đó, đầu cứng nha. Cái này là cái vít bỏ rồi thì nó phải lách nha mấy anh. Rồi, em sẽ test một con vít gỗ. Nha, cái này là vít nem ly nha, dài nem phân nha. Đó, gỗ này là gỗ đóng tàu của em này, cái này rất là cứng nha mấy anh. Nhưng mà còn gỗ mềm của em đây, em sẽ lấy một cục gỗ luôn, cục gỗ thiệt mềm để gần cho mấy anh xem. Đó, rồi mình bắn vào cái cục gỗ mềm trước nha. Đó, mấy anh em thấy gỗ mềm không? Nó đi rất là nhanh. Rồi giờ qua tấm gỗ cứng này. Cũng không có thua gì đâu nha mấy. Nó rất là nhỏ gọn thôi, em chỉ test sơ rồi thôi. Tại vì nếu mình ép nó quá thì nó ghẻ đi. Nó ghẻ cá thì rồi luôn. Rồi bây giờ mình chuyển qua bánh tô. Đó, cái này là V4, V5 nha. Về 3 ly nha mấy anh. Vít này là vít cũ đã bán rồi nha. Vít cũ bán rồi, không phải vít mới nha. Rồi. Vít subcompact.